Hello, dạ chào mừng quý cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của Gốc Việt. Kính thưa quý vị, hôm nay thì có hai cái vấn đề liên quan đến Xu Nguyễn Phương Hằng cũng khá là nóng sốt, được rất là nhiều người quan tâm, cho nên mình muốn đưa ra cái nhận định cũng như là đưa ra những cái căn cứ để mọi người có thể tự xác định được cái thông tin đó là đúng hay sai ha. Đầu tiên á thì mình sẽ nói về cái vấn đề của luật sư Kim, bởi vì gần đây thì có một số người lại cho rằng là luật sư Kim đã bắt tay với lại bên phía không thích Xu Nguyễn Phương Hằng. Từ đó thì đưa ra những cái quan điểm, những cái nhận định gì đó cho nó nói chung là không hay về bên phía Xu Nguyễn Phương Hằng. Tuy nhiên á, theo như mình tìm hiểu á, thì mọi cái thông tin nó cũng bắt nguồn từ một cái nick Facebook có tên là Hà Lê. Nhiều người thì cứ lầm tưởng cái nick này là cái nick của trợ lý của Nguyễn Phương Hằng, đúng không? Tuy nhiên thì những cái nick này ban đầu đó, thì khi mà họ giả mạo cái tên của Hà Lê thì đã là cho thấy một cái ý đồ xấu rồi. Không biết là họ đăng tải thông tin gì nhưng mà đã giả mạo người ta là xấu rồi. Đó. Và đến hôm nay thì rõ ràng những thông tin nó đã lộ ra hết rồi. Bởi vì cái thông tin mà nói rằng luật sư Kim đã quay lưng quay mặt gì á là do chính cái nick Facebook này đưa ra, và từ đó thì có một số kênh YouTube lại dẫn lại cái lời đó và khẳng định rằng luật sư Kim đã quay lưng quay mặt rồi bắt tay gì bên kia đó. Nhưng mà thật sự chúng ta thấy rằng nếu như luật sư Kim gặp một cái người bên phía đối nghịch đi, rồi bắt tay rồi trò chuyện một vài câu thì đó là chuyện bình thường, con người với nhau. Chúng ta là có cái phép xã giao với nhau bình thường thôi. Quan trọng á, chừng nào mà chúng ta thấy rằng luật sư Kim có những cái lời nói, những cái nhận định, những cái phát ngôn nào đó mà nó bất lợi cho Xu Nguyễn Phương Hằng và đi ngược lại với những gì mà trước đây luật sư Kim đã nói đó. Trước đây luật sư Kim đã ủng hộ Xu Nguyễn Phương Hằng mà bây giờ luật sư Kim lại lên tiếng để ủng hộ bên kia và công kích Xu Nguyễn Phương Hằng, thì khi đó chúng ta mới kết luận rằng luật sư Kim đã quay lưng quay xe gì đó, đúng không? Chứ đằng này, thí dụ như đi bình thường, chúng ta đi trên đường chúng ta gặp một cái người bên phía đối nghịch, nếu mà người ta trò chuyện tiếp xúc với mình thì mình vẫn bình thường thôi, chứ không lẽ giờ cạch mặt luôn hay là nhào vô đánh đấm đá với nhau thì mới gọi là bên phía đối nghịch nào giờ, đâu có được. Chúng ta là con người với nhau, chúng ta phản biện trên mạng xã hội, đối nghịch trên mặt trận truyền thông, nhưng mà ở bên ngoài chúng ta vẫn phải tiếp xúc bình thường chứ, chứ không lẽ bây giờ người ta đi theo, người ta hỏi mình rồi mình cứ tán vô mặt người ta hay sao, vậy mới gọi là nghịch, đối nghịch với nhau hay sao, đúng không? Cho nên chúng ta không thể nói được, không thể khẳng định rằng là luật sư Kim đã quay xe quay gì hết trơn á, chỉ là đơn giản đó là một cái phép giao tiếp bình thường thôi. Vậy thì chúng ta thấy nè, ví dụ như những cái đất nước mà đã từng chiến tranh với Việt Nam đi, chẳng hạn như Việt Nam với Mỹ bây giờ vẫn bắt tay nhau để cùng phát triển thôi, hay là Việt Nam với Trung Quốc thì cũng đã từng có những cái chiến dịch quân sự đối nghịch nhau đó, thì bây giờ vẫn phải bắt tay nhau để cùng phát triển. Bởi vì trong những cái câu chuyện bình thường giữa con người với con người là chúng ta phải có những cái bước như bằng là tiếp xúc rồi nói chuyện xã giao, nhưng mà quan trọng á, đằng sau á, là cái quan điểm, cái nhận định mọi người nó khác nhau. Và mình tới thời điểm này mình cũng chưa thấy cái gì mà luật sư Kim đưa ra những cái nhận xét gì mà bất lợi cho Xu Nguyễn Phương Hằng, trong khi nhiều lần mình trò chuyện, mình tiếp xúc với luật sư Kim á, thì luật sư Kim luôn ủng hộ Xu Nguyễn Phương Hằng. Và có nhiều lần hai chú cháu cũng có nêu lên những cái nhận định xung quanh câu chuyện của Xu Nguyễn Phương Hằng, và ai cũng mong muốn những cái điều tốt đẹp nhất đến với Xu Nguyễn Phương Hằng. Cho nên ai đó mà nói rằng luật sư Kim mà quay lưng rồi gây tổn hại gì cho bên phía cô Hằng là mình không đồng tình đâu ha. Rồi, đó là cái thông tin fake news ở trên cái trang Facebook giả mạo có tên là Hà Lê. Bởi vì mới đây trợ lý của Siêu Nguyễn Phương Hằng là Thu Hà đó, là Hà Lê thật đó, thì người ta cũng khẳng định rằng cái trang đó hoàn toàn giả mạo, cô không có liên hệ gì hết. Và bên phía Thu Hà cũng đã nhiều lần post thẳng cái tên đó lên để cảnh báo mọi người đây là một cái kênh giả mạo. Thật sự thì trước đây mình cũng đã có nhiều lần chia sẻ rồi, rõ ràng đó là người ta đã giả mạo, không biết là với ý đồ gì, nhưng mà rõ ràng hôm nay thì họ đã đưa những cái thông tin nó sai trái và đưa thông tin giả như thế này, thì chứng tỏ một điều, những cái nick giả mạo là không bao giờ có cái ý đồ tốt ha, không bao giờ có ý đồ tốt. Đầu tiên là cho dù họ đưa cái thông tin đúng hay chăng nữa thì họ cũng đã sai rồi, đã sai lầm trước là bởi vì họ giả người ta. Thí dụ bây giờ mình muốn đưa thì tôi tên là Gất Việt, tôi đưa lên thông tin như thế này, chứ đâu thể dụ mình giả mình là cái trang của luật sư Kim, mình là giả cái trang của tiến sĩ Quân hay là của ai đó. Của mình thì mình lên tiếng nói của mình là đưa ra cái nhận định chính xác thôi, đâu có thể giả người này giả người kia. Đã giả tức là đã có một cái âm mưu đen tối nào đó rồi ha. Đó, gần đây thì mình thấy cũng có một cái nick ủng hộ tiến sĩ luật Đặng Anh Quân, hay là cái nick Facebook tiến sĩ luật Đặng Anh Quân này kia cái nọ đó. Mà thật sự đó là toàn bộ là những cái thông tin giả mạo thôi cả nhà.
Bởi vì rõ ràng thầy Quân đâu có rảnh đâu mà đi lên trên mạng làm Facebook rồi bình luận người này bình phẩm người kia, đúng không? Người ta vẫn đi giảng dạy, rồi người ta còn là cố vấn của công ty luật này kia cái nọ, đâu có thời gian rảnh đâu. Cho nên chúng ta phải hết sức là sáng suốt, bởi vì đã bị một số cái nick Facebook giả mạo mà dẫn dắt một số kênh YouTube thì nó cũng không hay lắm ha. Rồi tiếp theo cũng là một cái thông tin giả mạo nữa mà nó lại chia sẻ rầm rộ luôn, bởi vì có một cái nick Facebook nào đó ở trên TikTok nữa, họ giả mạo, họ nói rằng là bác tổng đã lên tiếng ủng hộ sư Nguyễn Phương Hằng. Đây rõ ràng là một cái thông tin bịa đặt rất là trắng trợn luôn, bác tổng nha, chứ không phải đơn giản đâu. Đây cả nhà nghe lại nha, nghe có phải cái tiếng của bác tổng không ha. Đây. À, mình xin trích một đoạn ngắn ngắn cho cả nhà xem thôi. Cái tiếng này rõ ràng là cái tiếng của chú Thủy TV, chú Thủy Vlog, chứ không phải là cái tiếng của bác tổng. Nhưng mà có một vài cái nick Facebook á, rồi bên TikTok nữa, họ đang lan truyền chống mặt cái thông tin này. Họ nói rằng đây là lời của bác tổng ủng hộ siêu Nguyễn Phương Hằng. Thật sự không biết là cái ý đồ của họ đưa ra để làm gì, có phải là ủng hộ siêu Nguyễn Phương Hằng hay không. Nhưng mà cái việc giả mạo đưa cái thông tin sai lệch như thế này, rõ ràng đó là một cái điều rất là nguy hiểm. Bởi vì chúng ta biết chắc rằng đó là cái lời phát biểu của chú Thủy, nhưng mà họ lại gán ghép, họ lại dùng kỹ thuật âm thanh, rồi họ làm chậm cái câu từ đó để cho mọi người cứ hiểu, cứ nghĩ sai về cái bản chất thực sự của câu chuyện này. Cứ hiểu là cái bác tổng đã ủng hộ sư Nguyễn Phương Hằng thì thế này thế kia đó, nhưng mà không biết họ có ủng hộ hay không. Nhưng mà mình thấy khi mà đưa thông tin này thì thật sự là gặp rất là nhiều những rắc rối, thậm chí là bất lợi luôn. Nếu ai mà tiếp tay lan truyền những cái đoạn âm thanh này và đồng tình, rồi có thể là bình luận nói rằng là bác tổng đã ủng hộ siêu Nguyễn Phương Hằng, chúc mừng này kia cái nọ đó, thì sẽ rất là nguy hiểm luôn. Sáng nay thì anh Tuấn anh đã gửi cho mình sáng sớm, nói rằng là nên đính chính thông tin này, chứ không thôi là mọi người cứ không hiểu là chia sẻ tiếp tục. Bây giờ nó đang lan truyền rất là ghê gớm cả nhà. Mình thấy những cái thông tin nào mà kêu bằng hot hot như thế này ở trên TikTok là nó lan truyền chóng mặt lắm. Và hầu như là mỗi cái video clip đưa lên thì có hàng ngàn người, người ta chia sẻ những cảm xúc. Vậy thì chúng ta cần phải ngăn chặn lại, bởi vì đây không phải là lời nói của bác tổng. Mình xin nhắc lại, không phải là lời nói của bác tổng mà chúng ta cắt ghép rồi chúng ta gán ghép kiểu này á, là sẽ vô tình sẽ nói chung là gặp những cái rắc rối đó. Không biết là siêu Nguyễn Phương Hằng sẽ gặp rắc rối gì mình không biết, nhưng mà rõ ràng những cái người mà chia sẻ cái thông tin này trước tiên cơ bản là họ sẽ gặp rắc rối trước, bởi vì giả mạo một vị lãnh đạo mà đâu có đơn giản đâu đó. Ở trên cái video clip á, thì họ để thẳng là tên của cái bác tổng luôn, nhưng mà ở đây thì mình kiểu như là mình ngăn chặn, mình khuyên mọi người là không nên chia sẻ, cho nên mình không có nhắc tên của bác tổng thôi. Nhưng mà nói là vậy thì chắc là cả nhà cũng biết rồi đó. Và ở đây á, thì có một cái câu chuyện mình cũng nói đó, là không biết là họ đã lợi dụng cái câu chuyện, cái lời nói này để họ câu view, câu like, để vì cái mục đích gì. Nhưng mà rõ ràng đây là những cái thông tin mà được cho là rất là không phù hợp vào lúc này. Bởi vì cái thời kỳ này nó cũng, cái thời điểm này nó rất khá là nhạy cảm trong cái vụ việc pháp lý của sư Nguyễn Phương Hằng. Cho nên rất rất là mong cả nhà không nên chia sẻ, lan truyền cái video clip này. Nó sẽ có thể là nó ảnh hưởng về bản thân của quý vị trước, rồi sau đó có thể là ảnh hưởng ít nhiều đến siêu Nguyễn Phương Hằng, chứ không có giúp được gì trong cái câu chuyện này hết. Đôi khi á, ở trên mặt trận truyền thông hoặc là trên YouTube á, thì mọi người hay cắt ghép của những cái video clip của bên phía đối nghịch á, mà cắt ghép làm sao cho có lợi ở bên phía đây, rồi tung lên mạng kiểu như là nói người kia đã quay xe, người kia đã quay mặt này kia cái nọ đó. Nhưng mà nào giờ mình thấy ban đầu á, thì nó cũng có chút gì đó tò mò cho mọi người. Nhưng mà về sau thì người ta từ từ người ta cũng nhận ra, bởi vì làm sao bên phía đối nghịch mà có thể dùng những cái ngôn từ đó để công kích ngược lại bên phía họ, đúng không? Đơn giản là bên đây hoặc là bên kia cắt ghép những cái câu từ của họ rồi gán ghép cho có lợi, hoặc là để làm những cái câu chuyện hài cho vui thôi. Nhưng mà ở những cái kênh YouTube á, thì chúng ta có thể làm như vậy để gây tiếng cười. Còn đây là một cái vị lãnh đạo, chúng ta không thể nào mà gán ghép rồi nói xuyên tạc như vậy được. Đây là một cái điều hết sức là nguy hiểm ha cả nhà. Cho nên xin một lần nữa xin cả nhà mình đừng có chia sẻ, đừng có lan truyền những cái video clip nó tai hại như thế này. Nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều, có thể là ảnh hưởng đến siêu Nguyễn Phương Hằng luôn á.
chưa thấy giúp được cái gì, nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng, bởi vì cho rằng là những cái người ở bên bên ngoài đó họ cố tình gây rối, họ cố tình lôi bác tổng vào để gây rối câu chuyện của Xuân Nguyễn Phương Hằng, và từ đó thì người ta sẽ điều tra thêm coi có dây mơ rễ má gì bên ngoài hay không, cho nên rất là nguy hiểm cho Xuân Nguyễn Phương Hằng trong cái thời điểm khá là nhạy cảm này ha. Rồi xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi ạ. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.